Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đến với Unit 4, Community Services, bài số 4, những dịch vụ cộng đồng. Trong khuôn khổ tiết học hôm nay, chúng ta sẽ đến với Lesson 1, tiết học số 1. Sau bài học này, em có thể đề nghị và lên kế hoạch cho một sự kiện từ thiện, a charity event, sử dụng các cái từ should, let và how about để đưa ra những lời gợi ý, make suggestions. Trước khi đến với nội dung chính của bài học, xin mời các em cùng đến với danh mục từ vựng sẽ xuất hiện nhé. Các em hãy cùng đọc charity, danh từ tổ chức từ thiện, event, danh từ sự kiện, craft, danh từ thủ công, fair, danh từ hỗ trợ, volunteer, danh từ tình nguyện viên, right, danh từ quyền, raise, động từ gây quỹ, United Nations, danh từ Liên Hợp Quốc, stuffed, tính từ nhồi, workshop, danh từ xưởng cửa hàng, competition, danh từ cuộc thi, organize, động từ tổ chức, compound, danh từ ghép, community, danh từ cộng đồng. Đây là toàn bộ những từ vựng sẽ xuất hiện trong lesson 1. Các em hãy ghi chép lại cũng như là luyện đọc để chúng ta thành thạo được các từ này nhé. Rồi, bây giờ xin mời các em đến với nội dung chính của bài học hôm nay. New words. Phần đầu tiên là phần từ mới. Listen and repeat. A. Number the pictures. Hãy đánh số các bức tranh. Listen and repeat. Hãy nghe và nhắc lại. Ở đây chúng ta có các từ như sau. Number one, car wash. Car wash là rửa xe. Number two, bake sale. Bake sale là lễ hội bán bánh. Number three, craft fair là hội chợ thủ công. Number four, talent show là show diễn tài năng. Và number five, fun run là lễ hội chạy vui. Vậy thì ở đây chúng ta hãy cùng đưa các từ này vào đây nhé. Ở đây chúng ta thấy cũng không quá khó để sắp xếp các từ như nào. Chúng ta có các đáp án như sau. Bây giờ các em hãy nghe và đọc lại các từ. 1. Car wash. 2. Bake sale. 3. Craft fair. 4. Talent show. 5. Fun run. Em đã nghe xong. Bây giờ xin mời các em cùng đến với phần tiếp theo. New words. Ở phần này chúng ta listen and repeat. Đến với phần tiếp theo, phần B. Circle the correct definition for the underlined words. Listen and repeat. Hãy quanh tròn cái định nghĩa definitions là định nghĩa đúng cho cái từ được gạch chân. Hãy nghe và nhắc lại. Bây giờ chúng ta hãy đến với định nghĩa của các từ này nhé. Number one, my brother is a volunteer at his school. He helps teach young children after school. Anh trai của tôi là một tình nguyện viên ở trường. Anh ấy giúp dạy những trẻ nhỏ sau giờ học. Vậy thế nào là định nghĩa của một tình nguyện viên? Câu A, someone who helps for free. Ai đó giúp đỡ miễn phí. B, an activity to have people for free. Một hành động, một hoạt động mà giúp đỡ mọi người miễn phí. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn được câu A game nhé. Tiếp theo phần 2, let's organize a charity event to support poor students in our town. Hãy tổ chức, organize, tổ chức một sự kiện từ thiện để hỗ trợ những học sinh nghèo ở trong thành phố của chúng ta. Vậy sự kiện từ thiện, định nghĩa tiếng Anh của nó là gì? Câu A, an outdoor activity, một cái hoạt động ngoài trời. Câu B, an activity to help people in need, một hoạt động để giúp đỡ những người mà đang cần, đang khó khăn. Vậy đây chúng ta sẽ chọn được câu B. Tiếp theo number 3,
Our children have the right to go to school. We must do everything we can to help them to go to school. Toàn bộ trẻ em có quyền, right, ở đây là có quyền đi học. Chúng ta phải làm mọi thứ để giúp họ đi đến trường, giúp chúng đến trường. Vậy thì quyền ở đây là câu A. A rule about what a person should have. Một cái quy tắc, một cái quy định về việc một người nên có cái gì. Phần B, a rule about what a person can't do. Một quy định, quy tắc mà mọi người không có gì. Vậy chúng ta chọn A. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nghe nhắc lại các từ. 1. Volunteer. 2. Charity event. 3. Right. Bây giờ chúng ta cùng đến phần C. In pairs, discuss and add more events to the box. Làm việc theo cặp, hãy thảo luận và thêm nhiều sự kiện vào khung. Và sau đó chúng ta có thể đưa ra các cái ý tưởng. Ví dụ, how about an art show? Thế còn một cái buổi biểu diễn nghệ thuật, trình chiếu nghệ thuật thì sao? Và bạn kia trả lời, great idea, ý kiến hay đấy. Vậy thì chúng ta có thể thêm một số cái sự kiện vào đây em nhé. Cái này thì tùy thuộc vào những cái thông tin và tìm hiểu của mình thôi. Ví dụ chúng ta có là art show, chúng ta có book fair, hội chợ sách này, chúng ta có hội chợ đồ ăn chẳng hạn, food fair. Rất nhiều hội chợ chúng ta điền vào đây và chúng ta áp dụng mẫu câu đưa ra lời gợi ý. Bây giờ xin mời các em cùng đến với phần reading, kỹ năng đọc. A. Read the article and choose the best headline. Hãy đọc bài bên dưới và chọn cái tiêu đề phù hợp nhất. Chúng ta có hai tiêu đề. Number 1. Harper's bring happiness to children. 2. Charity event ideas to raise money. Đầu tiên là giúp chúng tôi mang niềm hạnh phúc, happiness, niềm hạnh phúc tới cho trẻ em. Number 2, cái sự kiện từ thiện, những ý tưởng về sự kiện từ thiện để gây quỹ. Raise money là gây quỹ. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nghe nhé. Ở đây có một số từ mới thì nó đã được in màu xanh, in màu tím và cô đã hướng dẫn các bạn ở ngay đầu bài rồi. The United Nations say that all children under 18 have the right to live, be healthy and happy, and much more. But some poor children don't have these rights. They don't have enough food and can't go to school. So please join us in helping poor children. We are going to do these activities next month to raise money. Craft Fair, May 15th to 16th. Many talented artists will be there. You'll find lots of cool things like cute stuffed animals and pretty paintings. There will also be arts and crafts workshops in the afternoons. Bake sale, May 22nd to 23rd. Come buy cookies, cupcakes, pies, and more. Don't miss the cupcake decorating competition on May 23rd. We'll use the money from these events to buy clothes, books, and toys for children. We also need volunteers to help organize the event. Please contact Brenda Johnson at foreverychild.org for more information. Kim đã nghe xong, bây giờ chúng ta cùng dịch bài này nhé. Liên Hợp Quốc, tổ chức Liên Hợp Quốc đã nói rằng tất cả trẻ em dưới 18 tuổi đều có quyền sống, quyền được khỏe mạnh và quyền hạnh phúc và hơn thế nữa. Ở đây cái từ much more người ta đã đánh dấu sao? Ở đây Liên Hợp Quốc đúng nào? Công ước, Convention là Công ước Liên Hợp Quốc năm 1989 về quyền trẻ em, chúng ta tham khảo thêm nhé. Nhưng mà nhiều trẻ em nghèo thì không có những cái quyền này. Chúng thì không có đủ đồ ăn, không được đi đến trường. Do vậy, hãy tham gia cùng chúng tôi giúp trẻ em nghèo. Chúng tôi sẽ tổ chức những hoạt động này vào tháng tới để gây quỹ. Đầu tiên là hội chợ thủ công mỹ nghệ diễn ra vào 15 và 16 tháng 5. Rất nhiều nghệ nhân tài năng sẽ ở đây, nghệ sĩ tài năng sẽ ở đây. Bạn sẽ thấy rất là nhiều thứ thú vị, ví dụ như là những con thú nuôi bông đáng yêu hay là những bức vẽ tuyệt đẹp. Cũng có những cái cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ vào buổi chiều và các buổi chiều.
Hội tiếp theo là bake sale, tức là hội chợ bánh này, diễn ra vào ngày 22 và 23 tháng 5. Hãy đến để mua bánh cookies, bánh quy này, cupcakes, bánh ly, pies, các loại bánh tròn and more và nhiều hơn thế nữa. Đừng lỡ cái cuộc thi trang trí bánh cốc vào ngày 23 tháng 5 nhé. Chúng tớ sẽ sử dụng tiền từ những sự kiện này để mua quần áo, sách vở và đồ chơi cho các bạn nhỏ. Chúng tớ cũng sẽ cần những tình nguyện viên để giúp tổ chức những sự kiện. Vui lòng liên hệ cái email này để biết thêm thông tin. Vậy thì đây chúng ta thấy là cái tiêu đề của bài này đó là One, Helpers Bring Happiness to Children, giúp chúng tớ mang những niềm hạnh phúc cho trẻ em. Ở đây nó là chung chung thôi. Còn câu 2 là những cái sự kiện, ý tưởng về sự kiện từ thiện để gây quỹ, đúng không? Thì cái đấy thì nó cũng chưa bao quát được ý của cả cái đoạn này. Bây giờ chúng ta cùng đến phần B. Now, read and write yes, no or doesn't say. Bây giờ hãy đọc, viết yes là đúng, no là không đúng với bài và doesn't say tức là bài không đề cập đến. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến các cái câu trả lời nhé. Number one, every child has the same 18 rights. Mỗi đứa trẻ có 18 quyền giống nhau. Từ rights ở đây là quyền. Vậy thì đây chúng ta thấy có đề cập đến con số 18, nhưng mà dưới 18 tuổi thôi, không đề cập đến số quyền. Ở đây chúng ta chọn doesn't say. Chúng ta cùng quyển number 2. The charity event will happen this month. Cái sự kiện từ thiện sẽ diễn ra vào tháng này. Vậy chúng ta thấy là thời gian thì chúng ta thấy là we are going to do this activities next month. Vào tháng tới cơ. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn là no. Tiếp theo number 3. You can join arts and crafts workshop in the morning on the 15th of May. Bạn có thể tham gia những cái buổi về nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ vào buổi sáng ngày 15 tháng 5. Vậy đây chúng ta thấy thông tin ở đây là nó diễn ra vào các buổi chiều cơ. Vậy thì những cái buổi đào tạo đấy. Vậy thì chúng ta sẽ chọn là no. Number 4, it can also decorate cupcakes at the bake sale. Bạn cũng có thể trang trí những cái bánh ly tại cái hội chợ bánh. Cái thông tin này chúng ta thấy là yes, đúng. Và câu cuối cùng, number 5, volunteer will have organized both the craft fair and bake sale. Những tình nguyện viên sẽ giúp tổ chức cả cái hội chợ thủ công cũng như là hội chợ bán bánh. Vậy ở đây dùng thông tin này chúng ta thấy là đúng rồi. Ở đây chúng ta thấy cái phần lịch chân đã lý giải cho điều đó. Bây giờ xin mời các em đến với phần reading. See in pairs, which of the two events would you like to take part in? Làm việc theo cặp. Vậy thì bạn thích sự kiện nào trong hai sự kiện đó? Take part in ở đây là tham gia. Và chúng ta nêu ra cái lý do nhé. Vậy thì chúng ta sẽ thích hội chợ hội chợ làm bánh chẳng hạn, đúng nào? Bởi vì chúng ta là một fan hâm mộ của việc làm bánh, cũng như là chúng ta cũng rất là thích giúp đỡ những bạn nhỏ, đúng nào? Chúng ta sẽ viết như sau. Yes, I would like to take part in bake sale because I'm a big fan of cakes and of own kind. Tôi rất thích tham gia hội chợ làm bánh bởi vì tôi là một fan cuồng của các loại bánh. Moreover, I can make a contribution to help the poor children. Hơn thế nữa, tôi cũng có thể đóng góp phần nào để việc giúp đỡ những trẻ em nghèo nữa. Rồi, bây giờ xin mời các em cùng chuyển đến phần tiếp theo. Grammar.
Listen and repeat. Ở phần này chúng ta sẽ đến với phần ngữ pháp trọng tâm. Phần A, listen and repeat, hãy nghe và nhắc lại. I think we should organize a fun run. How about selling cakes? Ở đây chúng ta thấy là Let's wash cars. Ở đây chúng ta thấy là các bạn đang đưa ra những cái ý tưởng để gây quỹ cho cộng đồng đúng không nào? Bạn đầu tiên thì nói I think we should organize a fun run. Tôi nghĩ là chúng ta nên tổ chức một hội chợ chạy, một cái cuộc thi chạy vui. How about selling cakes? Thế còn bán bánh thì sao? Let's wash cars. Hãy rửa xe. Vậy thì rất là những ý tưởng khác nhau. Vậy thì nội dung bài học chúng ta sẽ biết cách đưa ra những lời gợi ý và ý tưởng. Sử dụng từ should, let's và how about để đưa ra những cái ý tưởng, lời gợi ý. Chúng ta có thể đưa ra các lời gợi ý để đưa ra những cái ý tưởng hoặc kế hoạch cho ai đó suy nghĩ thêm. Đây là bốn cách chúng ta có thể đưa ra lời gợi ý. Cách đầu tiên, chúng ta sử dụng should cộng verb nguyên thể. Ví dụ, we should put run for fun on the poster. Chúng ta nên đặt cái dòng chữ run for fun, hỗ trợ chạy vui, cuộc thi chạy vui trên cái tấm áp phích. Number two, let's cộng bare infinitive, let's cộng verb nguyên thể, let's have a fun run. Hãy tổ chức một hội chợ chạy vui, một cuộc thi chạy vui. We use let's not plus bare infinitive for negative suggestions. Chúng ta sử dụng let's cộng not cộng verb nguyên thể cho những cái gợi ý mà không làm gì đó. Ví dụ, let's not argue about this. Không tranh luận về điều này nữa nhé. Number three, chúng ta sử dụng cụm how about cộng verb ing. Ví dụ, how about organizing a craft fair? Thế còn tổ chức một hội chợ thủ công thì sao? Number four, how about cộng subject là chủ ngữ cộng verb ở thể hiện tại đơn. Ví dụ, how about we organize a bake sale? Thế còn chúng ta tổ chức một cái hội chợ bánh như sao? Rồi, bây giờ chúng ta cùng chuyển đến phần tiếp theo. B. Fill in the blanks with let's, should, or how about. Hãy điền vào các chỗ trống với các cái từ chỉ dự gợi ý, ví dụ let's, should, hoặc là how about. Number one, ở đây người ta có một động từ mà không có chủ ngữ, vậy chúng ta sẽ dùng let's, đây là động từ nguyên thể. Let's organize a car wash. Hãy tổ chức một cái cuộc thi, một cái hỗ trợ rửa xe. Number two, ở đây chúng ta phải có chủ ngữ và động từ chia thì tại đơn, vậy sẽ chọn how about we have a craft fair? Thế còn tổ chức một hội chợ thủ công thì sao? Number three, not organize an art show. Không tổ chức một cái hội chợ ở mỹ thuật, một cái cuộc thi mỹ thuật, một cái show mỹ thuật, show nghệ thuật. Vậy chúng ta sẽ nói là let's not, okay? Let's not. Tiếp theo number four, chúng ta thấy động từ đây là organizing. Vậy chúng ta sẽ dùng about. How about organizing a talent show? Thế còn tổ chức một cuộc thi tài năng thì sao? Number five, we have a fun run. Chúng ta có một cuộc thi chạy vui. Vậy đây chúng ta chỉ thiếu một cái chợ động từ. Number six, we bake and sell cookies. Chúng ta nướng và bán bánh quy. Vậy chúng ta sẽ dùng how about. Bây giờ xin mời các em cùng chuyển đến phần C. Circle the correct words. Hãy khoanh tròn cái đáp án đúng nhé. Ở đây chúng ta thấy câu số 1. A bake sale will raise more money than a craft fair. Let's make some pies to sell this weekend. Một cái hội chợ nướng bánh ấy, thì bán bánh thì sẽ gây quỹ được nhiều hơn so với hội chợ thủ công. Vậy thì hãy làm bánh để bán vào cuối tuần này. Number 2. Ở đây chúng ta có từ should và shouldn't. Chúng ta thu vé, thu tiền cho cái hội thi chạy. Nhiều người hơn sẽ đến nếu mà nó miễn phí. Vậy thì đây chắc chắn là chúng ta không nên rồi. We shouldn't charge money for the fun run. More people will come if it's free. Number 3. Hãy không hoặc là hãy tổ chức cái hội chợ thủ công ở phòng thể dục của trường. Nó quá nhỏ để chứa được cần ấy người, rất là nhiều người, vậy là không tổ chức rồi. Let's not have the craft fair at the school gym. It's too small to fit a lot of people. Number 4. Cô giáo của chúng tôi đã nói là chúng tôi nên hoặc không nên yêu cầu bố mẹ
là quyên góp, donate, quyên góp quần áo cũ bởi vì chúng tôi không cần dùng đến chúng. Vậy đây đương nhiên là lời quyên ở should rồi. My teacher said we should ask our parents to donate our clothes because we don't need them. Number five, cái dự báo thời tiết, cái bản báo cáo, cái bản thuyết trình minh về thời tiết ấy, thì có nói là trời sẽ mưa vào cuối tuần này. Vậy thì chúng ta không nên tổ chức những sự kiện ngoài trời, ví dụ shouldn't. Cái này về nghĩa thôi. The weather report said it will rain this weekend. We shouldn't have the event outside. Number six, tôi không giỏi thiết kế tấm áp phích. Hãy hỏi chị của bạn, hãy yêu cầu chị của bạn giúp đỡ bởi vì cô ấy là họa sĩ mà. Ở đây chúng ta dùng less, ok? I'm not very good at designing posters. Let's ask your sister to help because she's an artist. Phần D in pairs, ask and answer. Ở phần này chúng ta làm việc theo cặp, hỏi và trả lời. What kind of charity event should we organize? What should we call it? Vậy thì chúng ta sẽ tổ chức loại sự kiện nào và chúng ta gọi nó là gì? Thì cái phần này không quá khó, chúng ta hãy thiết lập lại thành một cái đoạn đối thoại thôi. Vậy thì với câu đầu tiên chúng ta sẽ tự trả lời là we should organize. A bake cake, a bake sale, ok, một cái hội chợ bán bánh. We call it solid cake for poor children, bán bánh cho trẻ em nghèo, bán bánh được quyên góp cho trẻ em nghèo, nào các em. Các em đã xong. Bây giờ xin mời các em cùng chuyển đến phần tiếp theo. Pronunciation. Ở phần này chúng ta sẽ đến với kỹ năng phát âm. Phần A, stress in the first word in compound nouns. Trọng âm của từ. Với những cái từ mà từ gọi là danh từ ghép lại đấy, danh từ ghép thì chúng ta sẽ nhấn trọng âm vào cái từ đầu tiên của cái cụm danh từ ghép đó. Phần B, listen to the words and focus on the underlined words. Hãy lắng nghe những từ và tập trung vào những từ được gạch chân nhé. Listen to the words and focus on the underlined words. Bake sale. Talent show. Car wash. Kem đã nghe xong. Ở đây chúng ta thấy là từ bake sale là danh từ ghép, chúng ta sẽ nhấn vào từ bake. Tiếp theo, talent show, chúng ta nhấn vào talent. Và car wash, chúng ta lên giọng ở car. Tiếp theo phần C, listen and cross out the word that doesn't follow the note in A. Hãy nghe và gạch đi cái từ mà không tuân theo cái lưu ý ở mục A. Rồi, vậy chúng ta sẽ nghe nhé. Listen and cross out the word that doesn't follow the note in A. Charity event. Craft fair. Ở đây chúng ta thấy cái từ mà không tuân thủ từ craft fair. Người ta đã lên giọng từ fair chứ không phải lên giọng từ craft. Okay? Vậy phần D, read the words with the correct stress to a partner. Hãy đọc các từ với trọng âm đúng với cho bạn của mình. Chúng ta đọc cụm từ đầu tiên, charity event, sự kiện tình nguyện. Và tiếp theo, craft fair, hội chợ thủ công mỹ nghệ. Bây giờ xin mời các em đến với phần practice. A, ask and answer using the questions and the prompts. Hỏi và trả lời sử dụng các câu hỏi và các cái gợi ý ở dưới. Ở đây chúng ta thấy có các câu hỏi như sau. What kind of charity event should we organize? Chúng ta nên tổ chức cái loại sự kiện từ thiện nào? Do we need any volunteers? Chúng ta có cần tình nguyện viên không?
What should we call our fun run? Vậy chúng ta gọi cái hỗ trợ, cái cuộc thi chạy vui của chúng ta là gì? Ở đây có các gợi ý nhé. Ví dụ tổ chức cái gì thì chúng ta có let's have a hoặc là an cộng tên các cái sự kiện. Ví dụ fun run là chạy vui này. Craft fair, hỗ trợ thủ công. Talent show, hỗ trợ show diễn tài năng. Book fair, hỗ trợ sách. Bake sale, hỗ trợ bán bánh này. Art show, biểu diễn nghệ thuật. Car wash là rửa xe. Vậy thì chúng ta có cần mọi người thì để làm gì tương ứng với từng sự kiện, chúng ta sẽ chọn được hoạt động tương ứng nhé. Ví dụ là yes, we need people too. Có chứ, chúng ta cần mọi người để. Sell drinks là bán. Bán đồ uống. Make arts and crafts, làm những cái đồ thủ công. Take photos, chụp ảnh. Sell t-shirts, bán áo phông. Sell cupcakes, bán những cái bánh. Sell paintings, bán những cái tranh. Hay wash cars, rửa xe ô tô. Và chúng ta nên gọi cái sự kiện của chúng ta tên là gì. Ví dụ, how about run for fun, chạy vui này. Help your community, giúp đỡ cộng đồng. Sing for the children, hát cho trẻ em. Read and help, đọc và giúp đỡ. Bake sale for Children's Day, ngày hội bánh cho trẻ em, cho ngày trẻ em. Paint for the poor, sơn vẽ cho người nghèo. Purple time for charity, khoảng thời gian rửa xe, thời gian bong bóng đấy, để từ thiện, đúng nào? Vậy thì chúng ta hãy đưa thành một cái đoạn hội thoại nhé. Em có thể tham khảo đoạn hội thoại như sau. Đây cũng là gợi ý cho phần B luôn. Tự thực hành về ý tưởng của riêng em thì cái format nó cũng tương tự. Và cái thông tin thì chúng ta đã có sẵn rồi, đúng chưa? Chúng ta tham khảo nhé. What kind of charity event should we organize? Let's have an art show. Do we need any volunteers? Yes, we need people to sell paintings. What should we call our art show? How about painting for the poor? Yes, great ideas. Vậy thì chúng ta nên tổ chức cái sự kiện từ thiện nào? Hãy tổ chức một show nghệ thuật. Chúng ta có cần tình nguyện viên không? Có chứ, chúng ta cần mọi người để bán những bức vẽ. Chúng ta nên gọi cái buổi biểu cái show nghệ thuật của chúng ta là gì? Hãy gọi là vẽ tranh cho người nghèo nhé. Được rồi, ý tưởng hay đấy. Bây giờ xin mời các em cùng đến với phần tiếp theo, đó là phần speaking. Ở đây chúng ta sẽ tập trung vào kỹ năng nói. Charity for the community, từ thiện cho cộng đồng. Rồi, vậy ở đây chúng ta sẽ đến phần A. You're planning a charity event for your community. In threes, discuss and decide who you want to help. Then plan the event and complete the poster. Bạn lên kế hoạch cho sự kiện từ thiện cho cộng đồng, làm việc theo nhóm 3 người, thảo luận và quyết định xem bạn muốn giúp ai. Sau đó lên kế hoạch cho sự kiện và hoàn thành và điền vào cái tấm poster là tấm affix nhé. Ở đây phần B của chúng ta là share with the class, chia sẻ với lớp. Về đây chúng ta sẽ cần các thông tin như sau. We want to help, chúng ta muốn giúp ai này. Event, cái sự kiện đó là gì? Event name, tên của sự kiện. We need volunteers too, chúng ta cần các tình nguyện viên để làm gì? Place, nơi trốn, time, thời gian và chia sẻ trước lớp. Những cái thông tin này chúng ta có thể vẽ thành một tấm affix và sau đó chúng ta trình bày trước lớp. Đây là gợi ý về cái sườn của cái tấm affix, sườn khung thông tin của tấm affix và bài thuyết trình trước lớp cho các em nhé. Đầu tiên là các thông tin. We want to help. Chúng ta muốn giúp đỡ poor children, những trẻ em nghèo. Event art show, sự kiện về biểu diễn nghệ thuật, trưng bày nghệ thuật. Event name, tên sự kiện. Painting for the poor children, vẽ cho trẻ em nghèo. We need volunteers to sell the paintings and take photos. Chúng tôi cần tình nguyện để bán những bức tranh và chụp ảnh.
Place nơi trốn, in the Newton Park, trong công viên Newton, time the 15th and the 16th of this month, ngày 15 và 16 của tháng này. Vậy thì sau đó chúng ta có thể thuyết trình trước lớp. Khi thuyết trình thì chúng ta nói thành một bài và có lời mở lời kết nhé. Hello, class. Today, we want to talk about our charity event for the community. You can look at our poster here. Our aim of this event is to help poor children who are homeless and unfortunate. It's an art show whose name is Painting for the Poor Children. We need some volunteers to sell the paintings and take some photos of the event. The event is on the 15th and 16th of this month. Don't miss it. Let's join for a better community. Xin chào cả lớp. Hôm nay, chúng tớ muốn nói về một sự kiện từ thiện cho cộng đồng. Các bạn có thể nhìn vào tấm áp phích này nhé. Mục tiêu của cái sự kiện này là giúp trẻ em nghèo, người vô gia cư hoặc cái may mắn. Đó là một cái buổi trưng bày nghệ thuật, buổi bán hàng nghệ thuật mà tên là Vẽ tranh cho những trẻ em nghèo. Chúng tớ cần vài tình nguyện viên để bán những bức tranh cũng như là chụp ảnh sự kiện. Sự kiện diễn ra vào ngày 15 và 16 của tháng này. Đừng lỡ sự kiện này nhé. Hãy tham gia vì một cộng đồng tốt đẹp hơn. Bài học hôm nay Lesson 1 Unit 4 Community Services của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo nhé.